Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2011, chúng ta lại gặp nhau trong khóa tu Phật Thất lần thứ 65. Như thường lệ, chúng ta cùng đến với chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, và chứng minh trong chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì Chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất. Và kính thưa quý vị, nhân vật tham gia trong chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Duệ và Phật tử Diệu Liên. Và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử đã có mặt trong các khu vực giảng đường ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu chung. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời tâm sự của cô Nguyễn Thị Duệ. Xin mời cô chia sẻ đôi nét về bản thân mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì chùa Hồng Pháp, con kính thưa đại chúng. Tên con là Nguyễn Thị Duệ. Năm nay 55 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tại xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Nay con được ban tổ chức của chùa Hồng Pháp cho con lên để nói về Phật Pháp Nhiệm Màu. Nay con nên chia sẻ cùng đại chúng. A Di Đà Phật. Cái thời còn nhỏ thơ ấu của con thì trong con sinh ra và lớn lên một gia đình nông dân nghèo. Lúc còn nhỏ con có theo bà và bố đi chùa, nhưng không biết gì là Phật Pháp, chỉ đi chùa với bà với bố để lễ Phật. Sau đó lớn lên thì trưởng thành đi xây dựng gia đình. Con lấy chồng năm 1979, đến năm 1980 thì con sanh cháu đầu. Trong khi đó chồng con đi lính. Năm 1981 anh được xuất ngũ trở về. Thì sau đó năm 1982 con sanh một cháu thứ hai. Nói chung hoàn cảnh kinh tế đất nước còn gặp nhiều rất nhiều khó khăn, nên bản thân gia đình con, hai bên gia đình cha mẹ đều nghèo, nên vợ chồng sống tự lập. Thế chồng con về năm 1981 thì anh về, hai vợ chồng sống với nhau, chung sống với nhau khoảng chừng được hơn một năm. Thì anh chỉ muốn ra đi tìm cuộc sống mới. Anh đầu tiên anh bàn con là: em ơi, bây giờ làm nông á, mà cảnh quê nhà nói chung bốn bề sông nước, khó làm ăn lắm, đi đâu không có tiền, không qua được sông, không đi được chợ, cũng phải mất tiền. Thế anh bàn con là đi buôn. Nhưng mà đi buôn thì anh chưa đi buôn bao giờ hết ấy. Làm ruộng không thì đi lính, đâu có biết gì là cái kinh doanh buôn bán, mà tiền thì không có. Thế anh con cản anh không được. Anh có gì ở nhà là anh bán đi hết. Bán được cái gì là bán, từ thóc, gạo, rồi nói chung là trong gia đình có một cái vật gì là anh bán hết đi. Nhưng cuối cùng đón, mỗi lần anh đi ấy, con nghe người ta là cứ lấy quần áo giang lên là anh nóng ruột anh về. Thế nhưng mà mấy lần đầu thì có hiệu nghiệm, nhưng anh về này bằng hai bàn tay trắng lại nợ, hoàn nợ. Nghèo vẫn nghèo. Rồi cuối cùng, một lần cuối cùng anh quyết định ra đi. Thì trong khi năm 1981 được phổ biên thì nhà nước trả cho một lần là được 301. Thì anh có vui với bạn bè liên hoan, bạn bè lúc chia tay thì hết 101. Còn 200 ngàn ấy, thì anh về đưa cho con, nhưng con không dám sử dụng vào cái đồng tiền đó. Dù là nghèo túng thế nào, nhưng mà cái đó là đồng tiền xương máu, đồng tiền coi như là kỷ niệm trong đời lính của anh. Nên con cắt sâu một chỗ anh không biết. Nhưng cái lần cuối cùng anh quyết tâm ra đi ấy, thì con đành không giữ được nữa. Phải để cho anh ra đi và đưa cho anh thôi. Bây giờ cái 200 ngàn này em cũng không nói với anh, nhưng em cất đi muốn mua cái vật gì để làm kỷ niệm trong đời lính của anh. Nhưng bây giờ thì em cũng đành rằng để đưa cho anh, để anh đi tìm cuộc sống mới. Chứ lương tâm con thì
đất coi như là gái quê mùa, không đi xa quê bao giờ hết ấy. Con sợ lắm, con không dám đi, nên anh đi một mình. Trong cái buổi bữa chia tay trong gia đình con thì có hai vợ chồng và hai đứa con. Thì cháu lớn mới có chưa đầy 4 tuổi, cháu nhỏ thì mới hơn 1 tuổi à. Cháu lớn thì nép vào lòng mẹ, đứng nép vào lòng mẹ, còn cháu nhỏ thì đeo bố, theo bố đi. Trong cái cảnh trời mưa phùn gió bấc, chồng ra đi có hai bộ đồ, cái ba nô với 200 ngàn. Hỏi bây giờ chồng đi thì đường xá xôi dậy lấy gì mà sống, ở nhà cũng no, thì lớp mẹ con ở nhà. Anh đành tốt đứa con nhỏ của con ở lại, và cháu có khóc: bố ơi đừng bỏ con. Trong lúc chồng con ra đi thì ba mẹ con ôm nhau khóc và nhìn theo bóng chồng, đành rằng phải chịu. Lớp chồng ở nhà thì được nương tựa chồng, bây chồng đi thì một ách hai đứa con nhỏ, đồng ruộng còn không tác nữa. Nhưng con cũng nhờ được bà ngoại của con là sang trông qua giúp trông hai cháu để con có công tác và làm ruộng để nuôi con. Anh đi sau một năm trời không có tin tức gì hết ấy. Rồi bập tin lúc giờ thì con nghe có cái tin là anh điện thoại với nền viết thư về năn nỉ coi như là hai bên bố mẹ để cho vợ con đưa cháu vào trong đó để sống đoàn tụ gia đình. Con cũng đã xin việc cho vợ con rồi, nhưng con sợ vào đấy anh lại bỏ đi đâu nữa thì con không biết đất khách người, con biết làm sao, con không đi. Sau anh nói hết người này người nọ, rồi cuối cùng cái ai cũng động viên con đi. Giờ bây giờ nó cũng có khi công ăn việc làm rồi, thì bây giờ ráng đưa con vào trong đấy cho đoàn tụ, thì con cũng đưa con vào trong này, trong miền Nam. Thì vào trong này cái cuộc sống nó càng khó khăn hơn, nơi đất khách quê người. Rồi đi vào cơ quan được 4 năm, từ năm 85 thì con vào. Nhưng mà năm 1987 thì con sanh thêm một đứa con cháu gái nữa. Nó lại càng khó khăn hơn nữa. Từ lúc năm 1983 đến năm 1989 là con phá thai hết 3 lần. Bởi vì nghèo quá lúc giờ con không biết Phật pháp, là con cũng chưa biết là cái tội lỗi này như thế nào. Con chỉ nghĩ là bây giờ nghèo khổ quá mà giờ đẻ ra thì không có tiền để nuôi con, chỉ nghĩ đến như thế thôi, chứ không biết nghĩ là tội lỗi. Xong vào trong này thì vợ chồng công tác được 4 năm thì sau đó là giảm biên chế. Vợ chồng coi như được có 100 ngàn, thứ 25 ngàn một tháng lương ấy, thì được 4 tháng lương là trong năm, trong 4 năm. Rồi về đó rồi mua được miếng đất nhỏ nhỏ ở trồng rau, nuôi heo, rồi tức là làm kinh tế VLC, nuôi heo trong 10 năm. Thì cái lần cuối cùng heo nó đẻ, mẹ chết, con kệ chết. Rồi cuối cùng con thấy tội quá, con bỏ luôn, con không nuôi nữa. Thất bại, heo thất bại, con chuyển sang nuôi cá. Nuôi cá thì nuôi cá, con trồng rau. Con trồng rau thì cũng đủ cái sống trang trải bữa nọ bữa kia chứ không có dư. Dạy xong cái bước ngoặt của tụi con là trong này như vậy. Xong bắt đầu con chuyển sang con bán rau, bán đồ bông. Bán đồ bông thì sau bán đồ bông thấy người ta bán nhiều quá, thấy bán cũng ế ẩm quá, mà cái thu nhập cái này không đủ chi tiêu trong gia đình. Con ấy hay có tính này, cứ muốn là bán đồ khác người cơ. Sao này con đâu biết tội lỗi nào, đưa chưa biết Phật pháp chứ tội lỗi nào, chuyển sang nghêu sò khến. Con bán nghêu sò khến thì bây giờ là cái sò nghêu sò khến là cái vật kỷ niệm của con vẫn còn giữ đến ngày hôm nay. Con không có thể bỏ được, bởi cái nghêu sò khến thì trong lúc con bán ấy, thì có người ta đến, người ta hỏi mua, người ta mua nhiều lắm. Con mới nói là không mua làm gì, nói là tôi mua phóng sanh. Người bên nước ngoài về cũng nói mua phóng sanh, người ta gửi 3 triệu về mua phóng sanh. Trời, con mừng quá. Trời ơi, người ta mua cái này, mai mua nhiều nữa nên bán. Nghe thấy mừng mà, bán đắt mừng lắm. Thế con mới nói lúc gì người ta mua để đoàn nọ đoàn kia đến mua cua, mua ốc, mua hến, người ta phóng sanh, mua cá nữa. Thế con mới nói chồng con là anh ơi,
thử tìm hiểu xem sao chắc phóng sanh lợi nhuận như thế nào, hay mà như thế nào người ta phóng sanh anh ạ, trong khi đó người ta kiếm từng đồng từng cát một, mà tại sao người ta bỏ tiền ra người ta mua cả mấy triệu người ta phóng sanh, thì mình thử tìm hiểu xem sao anh. Thế thì những cái người kia người ta nói phóng sanh tốt lắm cổ, thì phóng sanh thì cúng là sao hả anh? Thế cái đoàn người ta nói là cúng vậy thì dài lắm con không nhớ. Thế tối còn thì con bán ba, lại còn ba cái con ốc đi, con hến này, con gì mà nó con dẹm chứ nó rẻ tiền ấy. Con ra giữa dòng sông con mới đỏ chứ đấy, con Nam Mô A Di, Nam Mô A Di làm Phật, Nam Mô A Di làm Phật chứ bốn cái câu đó con cũng không thuộc đấy, con không đi chùa chiền, con biết Phật pháp nào mà nghèo quá cái nam nữ làm ăn mà. Chứ đâu có biết là đến chùa chiền Phật pháp như nào đâu. Thế còn nói thôi nhé, con gửi ông Trương Vương hay ông An Vương đấy, coi như chú ý chỗ khác đi, đừng để tao bắt nữa nha. Thế con chỉ biết nói như vậy thôi, chứ con cũng không biết như thế nào hết đấy. Thế cuối cùng thì cái duyên của con đến thì có một chị đến mua hến nhiều lắm. Lần chị mua cho con hơn 100 ngàn, là chị Nhẫn, tức là Niên Nhẫn, chị có ngồi trong hội trường này. Thế thì con mới cứ tò mò, tính con hay tò mò mà, bởi vì cái gì tốt thì mình làm, cái gì xấu mình bỏ hết. Thế con mới nói, ủa thế chị ơi, làm sao mà chị mua làm gì nhiều thế, em mua em phóng sanh cho người ta. Ủa thế phóng nhanh ý nghĩa nào chị, cho con cái con này mày chị phóng sanh. Thế chị đến chị khuyên con, thế con bỏ con không bán, để chồng con bán à, con cứ ngồi con kêu chị vào trong nhà, nên hai chị em ngồi nói chuyện. Thế chị giáo hóa cho con, chị nói là ba cái con vật này ấy, kiếp trước là người ta không có phước, với người ta không có ý, là người ta không có gì, người ta không có số kiếp, ta không làm người thì người ta làm vật. Mà mỗi con hến ấy, mỗi con cua, mỗi con ốc á, mỗi con cá là một mạng người. Thế thì chưa chừng ông bà cha mẹ mình kiếp trước không có tu hay làm sao nữa, con cũng chả hiểu biết đâu, có nói vậy à. Thì kiếp này là thành dậy ngang nhiên là mình bán người ta xào nấu lên, rồi mình ăn ông ăn cha, ông bà cha mẹ mình, anh em mình. Trời ơi, con nghe con sợ quá, nhưng con vẫn chưa có hiểu, chưa hiểu nó ra làm sao hết đấy. Ủa sao chị nói chị chết đến cổ rồi đấy, kiếp trước chị có tu nên kiếp này phước đức mới gặp em ấy, thôi chị nghỉ bán cái này đi, chị bán đồ chay đi, rồi chị bán đồ bông đi, chứ chị đừng có bán ba cái này nữa. Thế con cũng không có nghe, rồi con thì con cũng nửa nọ nửa kia, nói ở tại sao nợ nọc thế nào người ta phóng sanh. Thế con mới thế chị hôm đó chị nói Phật tổ nói em này xuống chở anh chị đi xuống chỗ Hồng Pháp. Thế chị xuống, chị mới chồng con thì không đi. Thế con chở con đi xuống đây thì gặp cô Diệu Anh với gặp cô Liên Nghĩa ở ban hộ niệm ấy. Thế chị chả nói gì hết, chị nói đây bạn tôi nè, ngồi ăn cơm cùng ở chai đường đây này, bạn tôi nè. Chị bán nghêu sò hến. Ủa ngang nhiên sao chị đang không nói gì mà chị cứ giới thiệu mình bán nghêu sò hến làm sao? Thế cái cô Diệu Anh nói chị ơi, chị bỏ đi chị đừng bán đấy. Thế là người thứ hai khuyên. Xong gặp con Yên Nghĩa thì chị cũng lại giới thiệu vậy. Nói sao chị lạ ghê, chị không giới thiệu cái gì mà chị cứ bán, giới thiệu em bán nghêu sò hến. Thế gặp con Nghĩa cô nói trời ơi cô bỏ đi cô ơi, ba cái đó là cô làm vậy ác đấy. Ủa sao con nói là con đâu có làm gì ác đâu, bán nghêu sò hến cân đúng cân đủ mà không cân điêu cân thiếu gì thì sao mà ác được, bởi vì con chưa biết Phật pháp thì con chưa biết là như vậy là tội ác con gây nên. Sau đó con về con nghe thế dạy con nói anh ơi, nếu như mà chị mà có người mà bán chung người nhà anh mà chị, người nhà chị mà bán cái thứ này thì chị nói mình nghĩ thì cho người nhà người ta bán đắt đã đành, nhưng mà đây giờ người ta lại người ngoài, người ta chắc hiểu biết lắm thì người ta mới nói mình như vậy, thì thôi bỏ đi anh, đừng có bán nữa. Thế anh nói không, anh không bỏ, anh cứ bán đấy, anh bán anh chả làm cái gì ác hết đấy, nên anh cứ bán. Thế mà con nói hoài không được. Thế lúc gì cái hôm cuối cùng á, con tức lắm, con không sao được nữa. Còn anh ở chợ bán, còn không bán, còn về nhà con thắp nhang, con lại con quỳ Bồ Tát mẹ Phật Đà, con làm Bồ Tát, con lại đại từ đại bi cứ khổ cái nạn quan thế âm Bồ Tát, con lại tới 3-4 lần rồi ấy. Xong con ngồi quỳ con lại riết rồi, con nói cầu mong cho chồng con bán ế. Giờ nói có anh ngồi đây sợ anh thì giờ chắc anh không chửi con đâu, nhưng mà trước mà nói vậy chắc anh chửi á. Thế là cái không biết sao mà đúng nghiệm màu ghê ấy. 2 ngày đó anh bán được 3 kg à, trời đất ơi, con nghe con mừng.
mừng ơi là mừng. Thế rồi hôm đó thì nhà con đấy, đến ngày thứ ba mà cái anh ấy, anh giờ anh chịu ấy chưa, anh thấy không, bán chuyển đồ bông ấy thì bán nó đắt, nếu như mà ế thì mình cho chùa có phước anh à. Còn anh bán đồ này anh thấy không, rửa đi rửa lại tay nó thối này, cá chết không cho ai được, ốc chết thì đỏ nó nõ anh thấy không. Thôi anh chở ra sông cho em phóng xanh đi anh. Thế là anh chịu anh chở sông, nhưng mà trong lòng anh vẫn chưa có vui, anh vẫn cứ buồn, anh chưa có vui, anh vẫn học mặt, anh vẫn tấm tức ra. Cái anh đi anh lấy đồ bông, thế anh đi lấy đồ bông, thế nào anh lấy đồ nọ đồ kia, cuối cùng cân bỏ xanh nó nhiều, thế anh bán giờ không bán ốc ấy, không lấy thứ nọ thứ kia, mỗi thằng một tí thì bán gì. Còn vai chở cho anh lấy nhiều đi, ế tối còn cho chùa. Thế mà cái lúc con cho chùa thì anh cũng tiếc nữa, đôi khi ế thì con xách đằng trước mặt anh thì có một chuyến thôi, nhưng con xách đằng sau anh thì là chuyến nữa. Thế chốc anh quay lại anh nói cứ đống bông súng rồi rồi. Thế con ấy, thế còn không biết nói sao, nói sợ anh chửi. Thế thì lại cho chùa được phải không? Thế con, thôi con cũng kệ, muốn anh nói sân gì rồi sân, con cũng không nói gì hết trơn. Thế một hôm con mới ngồi làm sao mà con ngồi ở chợ lúc 5 giờ chiều á, anh đi và anh chở đồ ăn cho cá, thì con ngồi con mới cứ khóc ấy. Khóc mà tối xong anh dọn hàng anh biểu làm sao mà em khóc. Thế nói không có gì hết anh, thế mà cứ khóc mà không có ai đánh mà khóc, không ai chửi mà khóc, cứ ngồi khóc ấy. Khóc rồi sao cái thôi chốc anh về em nói cho em nghe, anh nghe chứ nói sợ chợ anh nổi sân lên, anh đang ghét chùa mà. Mà con đi nói con đi chùa thì anh ghét anh đá đồ nọ rồi kia sao. Thế con dụ anh về nhà, về nhà con phóng xe về trước. Con nói anh ơi mai cho em xin, à con đi xuống chùa con nhớ đâu con nói đó. Rồi con ấy nói là thôi bây giờ thế chị con mới nói thôi chết rồi, giờ còn bao cá nữa. Trước thì nói bộ anh ấy phóng xanh ốc thì anh bữa được không, để bán hết bao cá đấy, bây giờ cá mình còn thì bao giờ không cá thì mới ốc không, giờ ốc thì do ốc cá ra cá. Thế giờ con đang thân vân biết bán làm sao được, giờ mình để bán hết ba cái ao cá này tới tấn mấy cá nữa, mà đập đầu hết như đó con thì cứ ai mua là anh đi anh đập đầu à. Con nói anh ơi đừng đập đầu, anh bán cho ta ăn ta đập đầu ta có tội, nhưng mình bán không có tội, anh cứ giấu cái kéo nó không đập đầu người ta không mua. Thế rồi đến lúc con bán cua đấy chứ, con bán cua thì cứ người ta hỏi là có cua say không cô, nói không có, có cua say tôi mua, không có cua say tôi đi à. Còn đã tính mua cái ở cuối say cua rồi, nhưng mà con đi con hỏi chỗ nào người ta cũng nói người ta bán hết rồi, không có là cô sao cũng phận, lúc nào Phật pháp đến với con là sao, thế là không cho con mua. Thế là cái con ấy nói thôi bây giờ chị nên nhắn, chị nói là thôi để yên chị liên lạc với này thầy Tâm Huệ ở dưới chùa Pháp ấy, có bao cá về ở dưới chùa hay mua cá phóng xanh. Thế mà thôi thì bây giờ chị cứ nhờ chị gọi điện xuống giùm em đi, liên lạc cái thầy, giả dụ bây giờ em bán lẻ là 30, còn sang cho người ta thì 256, thì em bán chùa rẻ thôi, bán 20 thôi, em cân dư cũng được. Bây giờ miễn là cứ giải phóng xong bao cá cho em là em mừng rồi, chứ em cũng không có, em lấy ba cái tiền đó em trả tiền ăn cho người ta thôi, mua cơm những cái thứ trả người ta đấy, bây giờ có em không cần thiết, giờ em chỉ thôi. Thế thầy Tâm Huệ mới gọi lên đấy, thế bây giờ cô bán hết bao cá để cô tính thả cá gì hả cô? Thế còn con nói A Di Đà Phật, con dạ thưa thầy, thầy bà mua bao cá của con xong rồi con thả bông súng. Trời ơi thầy, chắc thầy thử con, chắc thầy thử đi chứ, em đã phóng xanh như vậy còn thả nữa thì thả làm gì. Nhưng mà sau khi con thấy bao cá xong rồi ốc xong, trong lương tâm nó thanh thản, mọi lần bán cá rồi bán nghêu sò khen trưa vợ chồng con không có ngày nào được ăn cơm chung hết ấy. Nhiều lúc anh bữa thôi em bán thì đến trưa anh ra 1 giờ anh ra, nhưng mà anh ngủ anh mệt, có ngủ 2 rưỡi 3 giờ anh ra, thế mà mặt con sưng lên con không nói nàng hết trơn. Thế là anh lại tức, đá nọ đá kia này, đá cá đi, đá này khác đi. Nói chung là bán cái đó sao vợ trong gia đình nó cứ xào xáo, nó bất an lắm, con thấy nó làm sao á. Rồi từ lúc mà con cảm cái phóng xanh cá rồi con bỏ nghêu sò khén đi ấy, là ngày đó nào xong một cái là hai vợ chồng về ăn cơm chung hủ hỉ. Ngủ trưa cái xong bắt đầu chị nhắn chị cái dạy này, bây giờ cái anh chị xong là anh chị không có tạo ba cái này nữa nha, ba cái điều ác này không có tạo nữa, mà bây giờ anh chị cúng
là cúng chay, không được cúng thịt rượu, không được đốt tiền, không được đốt mã với tiền vàng bạc, là chỉ có cúng chay thôi. Thì bây giờ cũng con cũng nghe lời chị, rồi chị dặn đọc kinh gì ngày nào cũng thế. Lúc nào mà chồng con nổi sân, hôm đó cái con nói con đòi đi chùa thì chồng con cũng râm râm chửi. Rồi đến thằng con trai nó về thế, rồi con sợ lắm, con tắm xong con đi vào trong buồng con nằm chúi, con sợ chồng sợ con lắm, sao mà cái con sợ quá à. Thế về cứ làm dầm lên, con nói này, con khóc quá chừng luôn, mà con nói chồng con nói con không dám cãi lại. Con cứ thế, lúc con đang đọc kinh ấy, ba mẹ về này, mẹ ngồi như này gì từ đây chứ, ba con làm ba con chết hả? Rồi con cũng nói bởi vì con cũng thương con này, bởi vì con vẫn cho con chưa biết Phật pháp, bởi vì mình đến tuổi nhiêu đây mình mới biết, mình mới biết mới đây thì con mình đâu có trách con mình được. Nó chỉ nhìn thấy như vậy là nó tưởng là mẹ về đọc kinh được viết này sướng lắm, để cho ba làm ba khổ. Nhưng mà đọc kinh này nó thật ý, mắt thì mờ, gom chữ nghĩa này nó cứ chóng mặt lên này, nó khổ lắm. Nhưng mà con biết ngay là cứ ngày nào đọc kinh này là nhiều lúc đến 12 giờ đêm là con dậy con đọc kinh, rồi đến 6 giờ 6 rưỡi là con dậy con đọc kinh. Còn chồng con ấy, thì trước đòi cho chùa anh cũng tiếc, cái gì anh cũng không chịu. Nhưng bây giờ này, con nghĩ con bỏ ba cái sỏ khến với ba cái đồ cá này ấy, là con thấy con thanh thản lắm. Trước một ngày ấy, một tháng con thay nước chỉ có 2 lần thôi, ngày rằm và ngày 30 mùng 1 thì là con cũng dậy. Bông thì con không dám mua, không có ăn được, tiền không có mua bông thì không ăn được, thì đâu có mua bông cúng chi, bởi chưa có hiểu Phật pháp nên không có nghĩ gì nữa, chỉ mua trái cây cái gì ăn được cúng. Nước thì nửa tháng thay lần, nhiều lúc nhìn vào cái trời ơi chuột chứ nơi cứ chuột chứ rắn ỉa đầy vậy. Thế cái chị Nhẫn nói là trời ơi cha mẹ những người chết ấy, người ta chỉ có nhờ trái cây này, à con bông nước và trái cây thôi, mà bây giờ để dạy tội nỗi chết. Con thấy dạy cái giờ con về là con cứ thay nước ngày 2 lần, nước con sôi được nguội, ngày 2 lần bông tươi trái cây tươi tốt là con lên con cúng. Bây giờ cứ đến giờ mà đọc kinh ấy là anh giục con, anh nói em ơi em về đọc kinh đi. Xong bây giờ sao anh hồi hướng nhanh ghê ấy, thiệt là nhanh ấy. Trước anh ấy đi chùa không cho đi, cúng dường anh cũng ấy. A Di Đà Phật, con nói các thầy đừng có buồn chứ, chồng con thấy sư ấy, chồng con ghét lắm, chồng con không ưa. Thế nhưng bây giờ anh này con đi, con cũng con đi chùa, anh nói em ơi mang tiền đi cúng dường nhiều nhiều nha em, để nên phước nên lạ ghê, mới đây mới dậy mà bây giờ đã thế rồi. Thế anh nói bây giờ anh chùa trước, anh đưa con xuống dưới chùa là anh không vào đâu, anh chở em đi thì thương vợ thì chở đi, chở đi anh không vào lại chùa lại Phật đâu. Mà bây giờ cái tự động anh chở con đi chùa, đến mùng 2 Tết vừa rồi anh chở xuống chùa Hồng Pháp này, tự động đi vào cúng Phật à. Thế cái hôm mùng 6 Tết thì các thầy nói bây giờ cái cô chú xuống này để đi phóng sanh luôn, đi phóng sanh đi chùa luôn. Đi 4 giờ sáng cái anh không bán buôn bán hết, 4 giờ sáng cái là anh chở con đi rồi, chở đi xuống đây ăn cơm lúc 6 giờ sáng. Ăn cơm cái anh ngồi sao con không nhìn thấy sư phụ. Thế cái anh ấy bảo em ơi anh nhìn thấy sư phụ. Trời ơi hả, nhìn sư phụ đúng không? Từ nét ăn của sư phụ này, rồi anh học được đủ điều, cái xỉa răng này cũng dày này. Chứ trước mẹ anh đi chùa mà xỉa răng này, anh nói sao già hạn liệu. Bởi vì không biết mà, nên giờ mới biết, hiểu Phật pháp mới biết, Phật pháp mới biết là cái lễ nghĩa là như vậy. Thế giờ mới nghĩ thương cha thương mẹ, giờ nghĩ là mẹ mình trước này dạy nhưng mình không biết, nhưng chắc cha mẹ cũng không trách, không trách người không biết. Thế anh nói trời ơi thiệt giờ anh quý các thầy quá em ơi, giờ cứ cúng dường tam bảo thật nhiều cho nó có phước, rồi đi chùa chiền, bây giờ anh cứ động viên con đi không à. Bây giờ anh cũng đi đây, hôm nay anh cũng đi này, nay anh đi ủng hộ con, anh ngồi đây đi, chồng con anh con đâu ngồi đó, nếu con nói sai thì anh cãi liền này. Mà con nói chung lên đây là nói thật, nói đúng đúng sự thật, có sao mộc mạc con nói vậy. Thế rồi cái ngày mà do cha do mẹ con ấy, từ đây nay thiêu chúng con ráng buôn bán, là đến 11, 12 giờ chúng con mới đến nơi, cứ nói dối xe hư, xe hỏng, xe nọ, xe kia. Còn bây giờ chúng con bỏ thoải mái vô tư, đồ bông này không bán hết cho chùa, ngày mai hay ngày mốt về bán tiếp. Còn nói ăn chay, thì bây giờ con từ cái hôm mà nãy A-di-đà
ở đây là con xuống chùa là con ăn chay luôn, bây giờ con ăn chay trường luôn rồi. Trước con nghĩ con ăn chay con sợ lắm, con chỉ thấy xương quắt lên cái xương ống không à. Đi cứ xương quắt cái nhìn nó ngọt lắm. Lúc nào mà bán đắt ấy mà hết đồ ăn rồi mày phải ăn bữa ăn chay ấy. Ui giời ơi, nó như bỏ dai dơm, không có mùi vị gì hết ấy. Thế rồi hôm nay con ấy đi sao con nhé, nói con ăn chay thì chị nhắn chị nói thế ăn chay tốt lắm. Thế con ăn chay thì ăn chay cũng đâu đúng được nửa tháng rồi. Thế hôm con nói thôi em chưa dám hứa đâu, nếu nói thì phải làm. Mà nếu ăn chay luôn. Thế hôm ấy con mới thử đi ăn đám cưới. Con ăn thử một con tôm này, một cái đùi gà, một cái miếng thịt gà này, một cái miếng thịt heo nướng. Ôi giời ơi, coi cái trong người con nó nọng giọng nó muốn ói luôn. Bây giờ con ăn chay trường luôn rồi. Còn chồng con ấy, bây giờ ăn chay một tháng 10 ngày. Đầu tiên thì anh cũng, trời ơi 4 ngày ăn liền anh ngán quá em ơi. Nhưng mà bây giờ anh ăn được 10 ngày rồi, nghe cũng mừng. Còn các con của con thì đầu tiên thì các cháu cũng còn buồn về mẹ, không biết là mẹ bị bùa bị ngái gì hay bị cái gì mà mẹ cứ ăn mẹ đi chùa thì trước giờ. Nhưng mà con nghĩ là ăn chay niệm Phật rất là hay, rất là tốt. Mà đến hôm mùng 3 Tết ấy là tự tay con về làm 3 mâm cơm chay. Con cúng thì các con các cháu mọi lần này cúng mặn ấy, các con cháu về đâu có đều đâu, nọc chọc đứa nọ đứa kia. Thế mà năm nay hả, cháu bên chồng bên vợ con cái dâu rể cháu thức về hết luôn, không còn thiếu một cặp nào hết ấy. Giờ này nhiệm màu này, cái hôm mùng 1 Tết ấy là cháu nội con ấy giờ đòi ra câu cá, câu được 2 cá. Thế lệch khạch khạch ra nó, mẹ nó con đầu á, là con dâu con ngồi đây, nó ấm con nó ra ngoài suối chợ mang cá ra thả. Thế thằng cháu nó biểu là chưa đầy 3 tuổi, nó con ơi cá đi ăn Tết nhé, chiều anh về anh chơi mấy cá. Thì con thứ hai nữa thì con ra con thấy nó đang kéo cái thùng xô, con biết là con kéo đi đâu con. Nó bà nội, con mang cá ra ngoài suối con thả cho cá đi ăn Tết bà nội. Nên con cũng rất mừng, bởi vì cháu chưa đầy 3 tuổi mà bây giờ mình đã gây cho cháu một cái, bởi vì nó như tờ giấy trắng, mình nói dậy là bây giờ cái nó đã hấp thụ ngay từ bây giờ. Là con rất là mừng, bởi trước con nghèo khó quá, con không có điều kiện cho con đi chùa, con không biết Phật Pháp thế nào. Còn bây giờ con biết đến Phật Pháp, gia đình con rất là yên ổn. Nên bây giờ con cũng xin cảm ơn thầy chủ trì ở chùa Hoàng Pháp đó, với các tất cả các thầy Tâm Huệ, thầy Sáu và tất cả các quý thầy ở chùa Hồng Pháp về đã mua ao cá, bao cá của con để phóng sanh rồi cứu vớt đời gia đình chúng con để biết đến Phật Pháp và hiểu về Phật Pháp. Và bây giờ gia đình con đã coi như là tránh giữ quay hướng đến thiện. Bây giờ chúng con là chuyển sang hết bán cá thì con bây giờ con chuyển sang trồng hoa phong lan. Thưa cô Nguyễn Thị Dệ này, vừa rồi cô vừa chia sẻ thì thấy chồng cô thay đổi một cách rất là đột ngột. Từ một người không tin Tam Bảo, không thích cô đi chùa, nhưng mà theo cô thì cô nghĩ nguyên nhân động lực nào khiến chú ấy thay đổi như thế? Dạ, A-di-đà Phật, cái thay đổi nhất ấy, là nhờ các thầy, quý thầy ở chùa Hồng Pháp hôm ngày 17 về coi như là phóng sanh ao cá nhà con. Thì các quý thầy về thì bởi vì nhà con chưa tiếp xúc với ai thì nhà con thấy ghét lắm. Còn đã tiếp xúc với ai rồi mà nhờ các thầy, thầy Sáu, thầy Tâm Huệ và các thầy ngồi giáo hóa cho chồng con. Nên thành thử anh nghe tới các thầy coi như về nói về Phật Pháp này các thứ, anh mừng lắm. Đầu anh quay hướng về nhanh lắm. Rồi anh nói là ai không tin thì không tin, bởi vì con mình nó chưa hiểu em ạ. Thì bây giờ mình cứ anh là tin rồi đấy, anh là giờ anh tin là anh tin tưởng 100% rồi đấy. Rồi con mình từ từ rồi nó sẽ tin em. Nên thành thử bây giờ đúng một gia đình con chưa biết là cái điều đó là như nào, điều đó là ác, làm ác, mình tạo nên ác, mình bị quả báo. Bây giờ anh thấy là thường thường là trước là anh hay mở phim, ba cái phim Việt Nam, ba cái phim trưởng với nọ kia này khác. Nhưng từ ngày đó giờ anh ấy, trước mà con mở phim cái đĩa của băng đĩa của nhà chùa đó là anh ấy dẹp gáy. Nhưng mà bây giờ anh cứ ngày nào hai vợ chồng ngồi ăn cơm là mở, mỗi một bữa cơm là một đĩa. Nhưng mà ra chợ là bắt đầu
anh ấy niệm A-di-đà Phật, còn con niệm Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế nhiều lúc con sợ anh quên, con nói anh ơi, anh học bài chưa? Nhớ, nhớ, nhớ. Đôi khi nói niệm Phật người ta biết, người ta cười. Thì nhiều người ta không biết, ta nhạo báng mình này khác cái thứ, nên thành thử vợ chồng cứ nhắc nhở như vậy. Rồi lúc đi ngủ thì lại tiếp tục để máy niệm Phật ở đầu giường ấy, để mới ngủ được chứ trước này. Nghe cái câu niệm Phật là anh ấy không có ưa. Nhưng mà giờ làm sao mà con cũng không hiểu lý do nào mà vợ chồng con lại thay đổi nhanh thế. Từ chỗ mình bán thu nhập ngày mấy trăm mà bây giờ mình này thấy đổ, thu nhập ngày mấy chục mình cũng chịu. Mà lại vui, vui cửa, vui nhà, quay trong gia đình êm ấm. Là con thấy vậy là con mừng lắm rồi. Vâng, thưa cô Duệ này, như cô vừa trình bày ấy, thì trước kia cô đã nuôi cá này, nuôi lần 3 ao chứ không phải ít, rất là nhiều cá. Rồi cô còn buôn bán nghêu sò ốc hến này, còn định mua cối để xây những con cua nữa chứ. Nếu mà nhìn theo nhãn quan của Phật giáo, con mắt nhìn của người tu ấy, thì những cái tội như thế thì rất là lớn. Và may là cô giác ngộ được, cô bỏ, cô chuyển nghề. Vậy cô có thể chia sẻ rõ hơn hiện giờ cô sống bằng nghề gì và cuộc sống của cô ra sao? A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Con bây giờ là con đang bán đồ hồng bông, bán rau, nhưng mà cũng ế ẩm, thu nhập cũng không bao nhiêu hết ấy. Thì bây giờ con muốn là vừa rồi các thầy, quý thầy về trên gia đình con để mua cá phóng sanh cho gia đình con. Thì cũng nhờ các quý thầy đã giới thiệu con, là anh chị Hai Chi đây đã dìu dắt và hứa sẽ là truyền đạt lại và chỉ bảo cho gia đình con để chuyển sang trồng hoa phong lan. Cũng nhờ các quý thầy, nói chung các quý thầy bây giờ vợ chồng con coi như coi người cha thứ hai của gia đình con, để cứu vớt gia đời gia đình con. A Di Đà Phật. Vâng, vậy là cô Diệu Liên đã muốn chỉ nghề phong lan cho cô Duệ trồng đúng không ạ? Vậy có người nói rằng là thà cho vàng chứ không lập đàn đi buôn. Thì cô nghĩ sao? Tại sao cô lại chỉ nghề cho bạn đồng tu của mình như thế? Cô là một Phật tử phải không ạ? Kính thưa chủ trì chùa Hoàng Pháp, kính thưa quý Phật tử, tôi tên Trần Thị Hỏi, năm nay 56 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp 1 xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây gia đình tôi nuôi cá lóc đồng được 10 năm, trung bình mỗi năm phá cá 2 lần, được 120 triệu đồng lãi. Với tâm niệm của tôi là đủ tiền để nuôi 4 đứa con đi ăn học. Vào đầu năm 2005, nhân dịp tôi đi núi Cấm ở Châu Đốc, và trong chuyến đi đó tôi được nghe một vị thầy thuyết về Phật Pháp. Nhưng từ xưa đến nay tôi chưa biết Phật Pháp là gì, chưa biết ăn chay, chưa biết đi chùa. Suốt ngày chỉ lo làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng sau khi nghe được lời thuyết pháp của thầy, tôi tự ngó lại bổn phận mình. Hiện nay mình quay quá nhiều nghiệp chướng, nhưng nếu mình nghĩ nuôi cá thì làm sao mình có tiền để nuôi 4 đứa con ăn học. Tôi mới tâm sự với chị bạn đi cùng xe. Chị động viên tôi và nói nếu chị muốn đổi chuyển nghề thì chị thường xuyên lượm mẹ Quan Âm cứu khổ cứu nạn, và để tâm mình được sáng suốt hơn, và muôn điều tốt lành sẽ đem đến cho chị. Tôi về làm y như lời chị nói. Niệm Phật không bao lâu, quá thật là Phật Pháp quá nhiệm màu. Khoảng 2 tuần sau, tôi được hội nông dân huyện đi dự tập huấn chuyển đổi kinh kế nông nghiệp với mô hình là con bò sữa, cây bonsai, hoa lan. Khi về tôi bàn với gia đình chọn cây hoa lan. Mới đầu tôi chỉ trồng
được 1.000 mét với 3.000 gốc lan. 6 tháng sau tôi thu hoạch trong trung bình 4 triệu một tháng. Như vậy một năm tôi lãi được 48 triệu. Sau khi đó tôi mạnh dạn mở hết diện tích đất còn lại. Hiện giờ tôi được 20.000 gốc lan. Thưa cô, là được biết cô chia sẻ là hiện giờ cô trồng là 20.000 gốc lan. Vậy một tháng cô thu được bao nhiêu ạ? Dạ, bởi vì coi còn nhỏ thì chưa có được thành phẩm. Nếu mà 20 gốc lan thì có thể một tháng tôi thu lãi được khoảng 70-80 triệu. Là 20.000 gốc lan? 20.000 gốc lan. Thu nhập một tháng là? Dạ 70-80 triệu. Dạ. Vâng. Hiện giờ tôi là một tháng tôi thu hoạch hiện giờ là 7 triệu, một tuần thu được 7 triệu hiện giờ. Trong khi đó lan lớn có, nhỏ có, lớn là ít mà số nhỏ là nhiều. Trước kia cô nuôi cá? Trước kia tôi nuôi cá. Vâng. Vậy bây giờ là cô lại truyền nghề cho bạn đồng tu. Cô có sợ mất nghề không? Dạ không. Thưa với quý thầy, thưa với đại chúng, ngày xưa tôi nuôi cá, tôi bệnh tôi đi nhà thương hoài, thành phố nhà thương nào tôi cũng biết hết. Mà vô mấy bác sĩ thì nói sao bà nhỏ con mà bà có bệnh nào bà cũng là quá ngặt nghèo, sao mang cái bệnh nào cũng ngặt nghèo hết, có thể không có thể điều trị được luôn. Tới từ cái ngày mà khi mà gặp thầy chuyển đổi về Phật pháp thì mình thấy mình quá sai lầm. Khi giờ đó ăn chay chuyển sang trồng lan, chuyển sang trồng lan xong cái ăn chay trường luôn. Nay được 4 năm, 4 đứa con ở nhà thì 2 đứa thì đại học y dược, còn 1 đứa thì học tiếng Hàn, 1 đứa thì học cấp 2. Hiện giờ gia đình cũng tạm ổn. Vâng, trước kia cô ở nhà là cô nuôi cá. Và thu nhập của cô một năm là thu nhập mấy lần ạ? Một năm thu gạch 2 lần. Vâng. Một 2 lần đó được 120 triệu. Vâng, dạ. Nhưng mà tiền vốn bỏ ra nhiều không ạ? Tiền vốn bỏ ra có khoảng 150 triệu. Vậy là lời chẳng bao nhiêu? Lãi cỡ khoảng 120 triệu. À, dạ. Bây giờ là lan lại lời hơn. Dạ, nhưng mà cực khổ lắm thầy ơi. Mà khi mà cá một ngày ăn cỡ khoảng tấn mấy, 2 tấn cá, cá biển đi ra Vũng Tàu trở về. Hiện giờ tôi 10 năm nay là tôi được hội nông dân sản xuất giỏi của thành phố. Năm nào tôi cũng được lãnh giấy khen 2 lần. Năm nào cũng vậy, lãnh giấy khen 2 lần, giấy thưởng cũng 2 lần. Rồi thành ra mọi người nói tại sao bà nuôi cá lời mà sao bà không chịu nuôi, mà bà để chuyển sang trồng lan. Chi tôi thấy bà trồng lan chắc thu nhập không có bằng đâu. Tôi nói thưa với chị em, không có phải mà nuôi cá mà lãi mà mình ham đâu. Ngày xưa mình không có biết Phật pháp, ngày hôm nay mình đã biết Phật pháp rồi thì mình cố lòng để mình tránh xa những cái nghiệp chướng. Chắc có lẽ tại vì mình gây nghiệp chướng thành ra mình mới mang bệnh nặng nề. Trừ có bệnh sida tôi không có thôi à. Chứ bệnh gì tôi cũng có hết. Rồi từ ngày ăn chay niệm Phật tới giờ thì dường như cái bệnh nó đâu mất tiêu vậy. Bây giờ đi xuống mà khám bệnh thì bác sĩ nói bà đâu có bệnh gì đâu. Đó, không có bệnh gì hết. Cái tôi nói hồi trước kia tôi bệnh này bệnh kia, thoái hóa cột sống cổ thì nó gần óc, mà thai chứng thì bị ung thư, rồi bệnh gì nó nhiều lắm, bệnh có thể là không chữa trị được. Từ ngày ăn chay niệm Phật tới giờ coi như là cái bệnh mình đâu mất tiêu. Thành ra bây giờ nói tới bệnh gì cũng không hiểu luôn. Dạ, không có bệnh gì hết nha. Thành ra cũng nhờ người động viên, nhờ quý thầy cũng động viên cho tôi có cái mãnh lực để thúc đẩy tôi đi con đường Phật pháp. Nếu mình đó là người đời, mình càng đua thì mình càng thấy thua.
Bị gì? Thí dụ thấy người ta có một cái nhà lầu, muốn làm sao mình có một cái nhà lầu như người ta, hoặc là hai cái. Mà nếu mình chạy tới mình gặp người ta một cái nhà lầu thì người ta đã có ba cái rồi. Còn mình ta, người ta có ba cái, mình chạy theo tới ba cái thì người ta có tới năm cái. Thành ra lúc nào ở trong đầu cũng đau khổ, mình thua người ta, đau khổ vô cùng. Từ ngày biết Phật Pháp tới giờ, tâm hồn không còn chạy đua với đời nữa, phải hết sức niệm Phật, theo dấu chân của Phật, để một ngày nào mình được tốt đẹp hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, thưa cô, đúng rồi. Mình biết thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Mình biết đủ, mình biết đủ, mình ít muốn là mình là người giàu nhất, đúng không ạ? Vậy thưa cô, hiện giờ cô áp dụng cái lời Phật dạy như thế thì cô tu tập như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Từ ngày tôi ăn chay niệm Phật tới giờ, tôi thấy cái tâm hồn tôi thoải mái, ôn dung tự tại. Tất cả những gì mọi người nói giờ đất mày gì nè, mày mở ra cái quán đi. Cái quán mà từ đây dài tới đây là đất bề ngang là dài 100 mét. Từ đây qua tới đây mày bỏ ra chừng khoảng 200 triệu thôi, là mày không có bao lâu lấy lợi dễ dàng. Tôi nói không, bây giờ có là tiền chất chồng cỡ bao nhiêu đi nữa. Ngày xưa thì tôi ham tiền lắm, cỡ sức như ai mà kêu tôi hút cất có tiền tôi cũng hút cất nữa đó. Còn với bây giờ không, mô Phật, tôi đã niệm Phật rồi. Bây giờ tôi cầu cho ơn trên gia hộ, cho tất cả bá tánh vạn dân, cho tất cả dòng họ, cô bác, ông bà, đất nước được yên vui, thái bình, là điều đó tôi hạnh phúc với cái lòng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, được biết là hiện tại cô ăn chay trường, vậy cô ăn được lâu chưa? Và các thành viên trong gia đình có ăn chay và niệm Phật theo cô không? Trong nhà tôi thì có bốn người với hai vợ chồng với bà nội, 40 con. Đứa lớn với ông xã thì ổng thì hiền lắm, ổng thiệt thà lắm, nhưng mà ổng nói sao tôi ăn chay không có được. Còn tôi thì chưa ăn chay. Một ngày Tết mùng 1 bà nội nó năn nỉ, con ơi, con ăn được ngày mùng 1 này là tốt cả năm luôn á con. Con ráng ăn một ngày thôi. Má ơi, con ăn không được má. Từ ngày phát tâm tới giờ, nhìn tới chỗ người ta bán thịt heo đó, y như cái xác chết người ta ở đó. Và mô Phật, y như vậy thầy. Bởi vì mình có cái Phật Pháp nhiệm màu, thành ra Phật đã xây chuyển cho mình được cái tâm lành sáng suốt. Ăn chay được 4 năm, mấy đứa con nó cũng ăn chay trường được 2 năm. Vâng, kính thưa đại chúng, chúng ta vừa nghe qua lời tâm sự của hai nhân vật chính trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 28 lần này. Chúng ta thấy rằng từ những người không biết đến Phật Pháp là gì, không biết đến giáo lý Phật Pháp dạy những gì, và họ đã vô tình hay cố ý tạo tội lỗi. Khi mình tạo ra tội lỗi như thế thì mình phải gánh lấy nghiệp báo, mình phải gánh lấy nhân quả. Mà không biết, khi biết rồi, giác ngộ rồi, sực mình tỉnh dậy, tỉnh giấc mơ, thì mình cảm thấy sợ vô cùng. Và ai trong chúng ta cũng vậy. Nếu đã và đang hay sẽ làm việc ác thì hãy ngừng ngay bây giờ. Đây là những tấm gương tiêu biểu để cho chúng ta thấy tin Phật và thực hành theo lời Phật dạy không bao giờ thiệt thòi. Vâng, và để điều đó xác thực hơn, giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất, cũng là người chủ nhiệm chương trình này, sẽ có đôi lời nhận định. Xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 28 này, chúng ta đã nghe được hai Phật tử tâm sự về cuộc đời của mình. Thưa toàn thể quý Phật tử, nếu chúng ta chưa hiểu Phật Pháp
thì ai cũng vậy. Lúc mới sinh ra đến khi lớn lên, chúng ta chỉ biết ăn rồi học. Khi lập gia đình, có vợ, có chồng, có con, lúc đó chúng ta phải làm để kiếm tiền, nuôi bản thân, nuôi gia đình. Có những người hiểu biết được nhân quả, tội phước thì họ tránh những nghề sát sinh hoặc là nghề bất chính. Còn có những người chưa hiểu Phật Pháp, họ làm nghề gì miễn là có tiền nuôi sống bản thân. Có thể làm những nghề bất chính, thậm chí ăn trộm, ăn cướp, làm những nghề tội lỗi để có tiền. Có những người vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, khiến họ phải làm những nghề sát sinh, hoặc nghề bất chính, hoặc nghề trộm cắp. Thế nhưng cũng có những người vì ham làm giàu nên họ bất chấp đến nhân quả, tội lỗi, miễn sao có tiền làm giàu là được. Từ chỗ đó mà con người chúng ta cứ mỗi lần gần đến con đường tội lỗi. Trong cuộc đời của hai cô Phật tử vừa trình bày, chúng ta cũng đã thấy rất rõ là các vị không biết đến Phật Pháp, không biết đến nhân quả tội phước là gì. Khi sinh ra, lớn lên, có gia đình, rồi phải kiếm việc làm để có tiền nuôi sống gia đình. Và rất đơn giản, có nhiều khi cứ nghĩ rằng mình không đi ăn cướp, không đi giết người, không làm những nghề quốc cấm là được rồi, không có gì là tội lỗi cả. Đến khi hiểu biết được Phật Pháp, giác ngộ ra mới thấy rằng có nhân, có quả, có tội, có phước, có đời này, có đời sau. Khi hiểu được như vậy thì trong quá khứ chúng ta cũng đã gây tạo rất là nhiều nghiệp ác. Thế nhưng cũng có những người rất mạnh dạn, sau khi hiểu biết về việc làm của mình, nghề nghiệp của mình là tạo nghiệp xấu, họ sẽ nỗ lực từ bỏ để tạo cho mình một nghề nghiệp chính đáng, mà trong đạo Phật gọi là chánh mạng, là nuôi mạng chân chánh. Sức mạnh của hai Phật tử ngồi trước quý vị là sức mạnh dám từ bỏ nghề mà mình kiếm tiền rất nhiều so với nghề mình làm sau này. Xin thưa với toàn thể quý Phật tử, đã có những người quy y Tam Bảo, biết rõ nghề của mình làm là nghề sát sinh, nghề của mình làm là nghề bất chính. Thế nhưng vì miếng lợi lớn quá, họ không thể từ bỏ được. Thậm chí có những người đã quy y Tam Bảo rồi, thọ trì năm giới, trong đó có giới sát sinh là giới đầu tiên, thế mà nhà họ vẫn làm nghề sát sinh, giết mổ, vì họ thấy cái lợi quá lớn, bây giờ bỏ nghề đó để kiếm một cái nghề khác cho phù hợp với lời Phật dạy.
thì sợ rằng cái kinh tế, cái số lời nó không được bằng cái nghề sát sinh. Do vậy họ vẫn tiếp tục làm. Điều mà hai Phật tử ngồi đây rất đáng để cho chúng ta tán thán, đó là dám từ bỏ, dám chuyển đổi nghề nghiệp mà mình đã làm trước đây, khi biết rằng nghề đó là nghề gián tiếp sát sinh. Vậy thì cái quan trọng ở chỗ rằng người Phật tử của chúng ta khi hiểu được Phật Pháp phải có tâm tu. Mà tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Phải mạnh dạn sửa đổi, thay đổi, chuyển đổi bản thân mình, thói hư tật xấu và nghề nghiệp của mình từ tà đến chánh. Như vậy mới gọi là người Phật tử chân chính. Ngược lại, chúng ta đã là Phật tử, quy Tam Bảo, thọ trì năm giới, vẫn tiếp tục làm những nghề sát sinh vì cái lợi quá lớn. Thế nhưng những người như vậy là thiếu trí tuệ. Vì sao? Vì chúng ta không thấy được cái hậu quả trong tương lai. Ngày hôm nay mình có một số tiền rất lớn, hưởng thụ cái số tiền đó một đời của mình, xin thưa quý vị, cao lắm là 100 năm. Thế nhưng cái quả báo của việc sát sinh của những nghề bất chính gấp trăm lần, không những trăm lần, có thể là cả ngàn lần. Đức Phật dạy những người nào làm những nghề sát sinh như thế, sau khi từ bỏ thân này rồi phải đọa vào ác thú, cụ thể là địa ngục, có thể là ngạ quỷ và có thể là súc sinh. Quý vị cứ suy nghĩ xem, ăn ở trên thế gian này 5 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm là bao nhiêu? Còn cái khổ ở địa ngục một ngày thôi cũng bằng cả hàng chục, hàng trăm năm ở trên thế gian này. Mà trong khi đó chúng ta mà đọa địa ngục thì không biết là bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp. Hết địa ngục rồi lên ngạ quỷ, rồi súc sinh. Và lúc trở lại làm người, Đức Phật dạy thân hình của chúng ta không được đầy đủ, có thể bị tàn tật. Nếu đầy đủ thì hay ốm đau, bệnh hoạn, hoặc là chết yểu. Đó là cái quả báo rất là rõ ràng. Thế nhưng do vì cái miếng lợi quá lớn, và điều này chúng tôi thấy không ít những Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới rồi vẫn làm những nghề sát sinh. Rất tiếc là những vị đó họ chưa đủ bản lĩnh và chưa nhận thức được nhân quả một cách sâu sắc, để rồi bàn tay cứ tiếp tục gây tạo những cái nghiệp ác, nghiệp xấu cho chính bản thân mình. Qua cuộc đời của hai Phật tử trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 28 này, chúng ta thấy các vị cũng như chúng ta thôi. Lúc trẻ thì đi học, lớn lên có gia đình, rồi phải tìm nghề để mà làm, có tiền để nuôi sống bản thân, gia đình. Và chúng ta cũng thực sự không biết rằng những việc làm của mình là tạo cái nghiệp nhân ác. Cho đến khi gặp được Phật Pháp mới bừng tỉnh ra, thấy rằng lâu nay mình làm những nghề tạo cho mình những cái nhân xấu. Các vị đã mạnh dạn
thay đổi nghề nghiệp, biết rằng cái nghề sau có thể là ít tiền hơn, nhưng mà họ vẫn hoan hỷ, vui vẻ, bởi vì họ đã đi đúng con đường, đã tạo được cái nhân lành cho hiện tại và cho tương lai. Đó là điều mà chúng ta rất là tán thán. Nếu không có Phật Pháp thì chắc chắn rằng hai vị này càng ngày càng lún sâu vào con đường của nghiệp ác. Cho nên qua đây rất mong tất cả Phật tử, những người con Phật, luôn luôn mang trong tâm mình một cái hoài bão làm thế nào đó cho Phật Pháp được phổ biến rộng. Bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, quý vị có thể lúc nào, cơ hội nào đem đến Phật Pháp cho những người xung quanh mình được, quý vị nên đem. Quý vị phải có tấm lòng đó, thì như vậy sẽ giúp được cho nhiều người hiểu được Phật Pháp, thay đổi được lối sống, không tạo ác nghiệp. Đó là cái tâm nguyện của những người con Phật chúng ta. Quý vị nên hứa với lòng và cố gắng làm được điều đó để góp phần giúp cho Phật Pháp được trường tồn, được phổ biến và mọi người hiểu được Phật Pháp, biết tu, biết thay đổi cái nghiệp xấu, hướng đến con đường tốt đẹp. Thì hôm nay trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 28 này, hai Phật tử cũng là làm gần như chung một cái nghề là nuôi cá, và sau đó thì đã giác ngộ từ bỏ và thay đổi. Rồi người thì bán hàng bông, người thì trồng hoa lan, và đang cũng có cái hướng để cùng trồng hoa lan để tạo cho mình một cái nghề nghiệp, mà nghề nghiệp đó gọi là đạo Phật gọi là chánh mạng, và nuôi mạng chân chánh, nghề nghiệp chân chánh. Rồi xin chúc mừng hai Phật tử đã có đầy đủ duyên lành, gặp được Phật Pháp, đã giác ngộ và đã thay đổi được nghề nghiệp, đang hướng đến cái con đường tốt đẹp. Rất mong đây cũng là một bài học cho tất cả những người mà chúng ta chưa biết Phật Pháp, hoặc là đang làm những nghề mà gây tạo cái nghiệp nhân xấu ác, nên thấy đó và cố gắng thay đổi. Thì thay mặt cho ban tổ chức xin chúc hai Phật tử và gia quyến luôn thân tâm thường lạc, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin tôn kính người, vì người là vị Phật tương lai. Tôi hằng tâm niệm như thế, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi, làm trôi đi tính ngã mạn. Dù họ là người tật nguyền hay mù quáng, cay bang hay ngu tối, tôi không dám khinh thường. Vì ai cũng là vị Phật tương lai, và ngay cả người xuyên tạc chế bai đã làm lòng tôi tan nát. Xin cho tôi giữ vững niềm tôn kính, không khinh bỉ chống đối, không nói lỗi của người, cầu mong họ luôn thức tỉnh, thấy được Phật tính bên trong, biết được nhân quả không sai, để đừng gây khổ cho ai và cho cả chính họ. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm, ai ai cũng là Phật, để niềm tôn mọi người luôn nảy nở trong tôi.
tâm niệm, ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm, ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn rạng ngời trong tôi. Xin tôn kính người vì người là vị Phật tương lai. Tôi hàng tâm niệm như thế để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi, làm trôi đi tính ngã mạn. Dù họ là người tật nguyền hay mù quáng, cái bang hay ngu tối, tôi không dám khinh thường, vì ai cũng là vị Phật tương lai. Và ngay cả người xuyên tạc chê bai đã làm lòng tôi tan nát, Phật tính bên trong, biết được nhân quả không sai, để đừng gây khó cho ai và cho cả chính họ. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm, ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm, ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn rạng ngời trong mọi người.